Hôm trước mình có học về cái gọi là tam thế lưỡng trùng duyên khởi, trong 12 duyên khởi bắt đầu từ vô minh cho tới lão tử. Và đây là giáo lý của hữu bộ Sarvastivada. Giáo lý này được đề nghị ở trong tác phẩm câu xá luận Abhidharma Kosha Shastra. Và cái mà mình học từ trước á, phần vị duyên khởi á, phần vị nó có nghĩa là 16 duyên khởi đó có chia ra nhân và quả, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì vô minh và hành đó là quá khứ, rồi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ là hiện tại, quá khứ. Quá khứ có vô minh và có hành, tức là những cái vọng động do vô minh nó đẩy ra, thì mới có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, rồi mới có thọ, có thủ và có hữu. Thì cái này là hiện tại. Thúc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu chứ. Xúc, thọ, ái, thủ, hữu là hiện tại, rồi tương lai là sinh và lão tử, tương lai. Đó là tam thế, là ba đời. Tam thế là ba đời. Còn lưỡng trùng nhân quả, tức là vô minh và hành của quá khứ làm nhân và đưa tới cái quả của hiện tại. Hai cái nhân duyên của quá khứ, của kiếp trước đó, nó làm nhân, nó đưa tới cái kết quả hiện tại. Đó là một cái trùng thứ nhất, cái lớp nhân quả thứ nhất.
Và cái ái thú hữu này á, ái thú hữu này á, là cái nguyên nhân mình tạo ra trong đời này để đi tới cái kết quả trong tương lai là sinh và lão tử. Thành ra cái này là cái lớp nhân quả thứ nhất, này là lớp nhân quả thứ hai. Nhân quả thứ nhất là vô minh hành, nó sinh ra thức cho đến thủ. Thủ tức là kẹt vào. Và ái thủ hữu làm nhân, nó sinh ra cái sanh tử của tương lai. Đó là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Lưỡng trùng tức là hai tầng nhân quả. Nhưng mà trong đó gọi là phần vị duyên khởi, là 12 duyên khởi đứng về phương diện phần vị, tức là nó có cái vị trí, nó có cái phần đàng hoàng. Nhưng mà câu xá luận có đưa ra một cái thuyết về nhân quả khác gọi là sát na duyên khởi. Sát na duyên khởi tức là 12 cái nó xảy ra trong từng sát na một. Trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày nó có đủ cả 12 cái. Mà cái này nó gần với là cái đạo lý duyên khởi hơn. Trong một cái sát na, tức là một cái tích tắc đồng hồ, trong một cái dây, trong đó có vô minh, có hành, có thức, có danh sách, có lục nhập, có đủ thức, có sanh lão bệnh tử hết, thì có nó đúng hơn gọi là sát na duyên khởi. Cái này là cái mô hình, một trong những cái mô hình về 12 nhân duyên. Nó có nhiều thứ mô hình. Và có rất nhiều người thích cái mô hình này. Nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó có nhân, có quả, hai tầng. Nhưng mà thầy không có thích lắm. Tại vì nó có tính cách chia chẻ. Nếu mà mình đi tới sát na duyên khởi thì mình thấy nó đúng với sự thật hơn. Là trong mỗi cái giây phút của đời sống hàng ngày nó có đủ cả 12 cái. Tại vì trong một có bất cứ 12 duyên khởi nào, nó cũng có vô minh hết, nó cũng có hành hết. Cho nên vấn đề vô minh và hành đó, nó không phải là vấn đề quá khứ mà thôi. Trong hiện tại nó có vô minh, nó có hành, nó có thức, nó có danh sách, nó có lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu và sanh tử hết. Cũng như trong mỗi cái tế bào cơ thể của mình đó, là có toàn thể mình ở trong đó được. Chỉ cần lấy một tế bào ra, và với cái khoa học bây giờ, mình có thể làm ra một cái cơ thể mới được. Thì trong một tế bào của cơ thể mình, nó chứa đựng tất cả những cái gen của mình. Và khoa học bây giờ có thể lấy một cái để làm thành cả con người trở lại được. Thì ở đây, đứng về phương diện thời gian và không gian, quý vị có 12 duyên khởi, nhưng mà trong một duyên khởi mình tìm thấy được 11 duyên khởi khác ở trong đó. Cái một nó nằm trong cái tất cả, và cái tất cả nó nằm trong cái một, nó gần với sự thật hơn. Nhưng mà trong quá khứ thì chư tổ hay dùng cái mô hình như vậy. Cái tam thế lưỡng trùng là một cái mô hình mà được người ta thích. Và để diễn tả cái sinh tử, cái quá trình của sinh tử nó diễn biến như thế nào. Nhưng mà
Có một hôm thầy có cái thấy là 12 duyên khởi có thể là được nhận thức như là không phải là một quá trình sinh tử mà là một cái nhận thức luận, tức là epistemology, tức là theory de la connaissance, la théorie de la connaissance, la epistemology. Để thầy đưa ra chia sẻ với quý vị để quý vị quán chiếu và mình có thể thấy được những cái rất là mầu nhiệm khi mình nhìn 12 nhân duyên không phải là sự giải thích sinh tử mà là một cái phương pháp nhận thức. Thầy thấy vô minh tức là ignorance. Vì nó có vô minh, nghĩa là vì có những cái tri giác sai lầm. Vì không có trí tuệ, cho nên mới có cái sự tạo tác. Cho nên mới thấy cái thế giới hiện tượng này là những cái thực thể, những cái entity separate. Separated entities, gọi là hành, gọi là formation. Ví dụ mình thấy cái hoa, thì mình thấy cái hoa là một cái hành, một cái formation, một cái formation. Và mình phân biệt cái hoa là một cái nó tách rời ra những cái không phải là hoa. Hoa tức là cái gì mà không phải là không hoa. Hoa nó có cái tự tánh riêng của nó, đó là hoa rồi ấy, thì không có thể là cái khác được. Cũng như mình là người rồi ấy, thì mình không có thể là cái khác được. Thành ra mình vô minh đó, nó như một cái lát gươm, lát dao, nó chẻ thực tại ra thành nhiều mảnh. Cái đó gọi là discrimination, cái đó gọi là phân biệt. Vì vô minh cho nên mình thấy sự vật á, nó là có những cái tự tánh riêng. Hoa chỉ là hoa thôi, chứ không có thể là ánh sáng mặt trời. Trong khi sự thực á, là hoa cũng là ánh sáng mặt trời. Hoa chỉ có thể là hoa thôi, hoa không có thể là đám mây được. Nhưng mà trong sự thực á, là không có đám mây thì không có hoa. Bây giờ trên vô minh nó mới đưa tới cái hành tức là formation, như là những cái thực tại riêng biệt. Cái đó là kỳ thị rồi, cái đó gọi là discrimination. Nếu nói về khoa học nguyên tử, khoa học lượng tử, thì mình nói rằng là cái proton thì nó chỉ là proton thôi, nó không thể là neutron được. Cái electron chỉ là electron thôi, nó không phải là positron được. Thì cái đó là kẹt vào cái gọi là hành. Cái này chỉ có thể là cái này không thể là cái kia được. Cái đó là cái thấy của sự phân biệt.
gọi là biến cái chấp, gọi là vikanta. Và cái đó là vô minh. Thời gian chỉ có thể là thời gian thôi, không có thể là cái khác được, không có thể là không gian được, không có thể là vật thể được. Thời gian espace không có thể nào là tăng, không có thể nào là ma chẹt được. Trong khi đó, sự thật là thời gian với không gian là một cái cặp mà không thể tách rời ra được. Không gian nó nằm trong thời gian và thời gian nó nằm trong không gian. Trong cái bài Uyên Nguyên thầy đã nói, lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ ông ảnh dệt thành bức lụa không gian. Không gian được làm bằng thời gian và thời gian được làm bằng không gian. Vì vậy cho nên lấy thời gian ra khỏi không gian là chuyện không thể nào làm được. Lấy cái neutron ra khỏi cái proton không có được. Lấy cái electron ra khỏi cái positron cũng không có được. Cho nên vì vô minh cho nên mới có hành. Hành tức là những cái thực, những cái entity, separate entity, những cái pháp riêng biệt. Cái này không phải là cái kia. Vì vậy cho nên có vô minh có hành thì nó có thức. Thức là gì? Thức là cái nhận thức mà có vô minh ở trong đó. Nếu không có vô minh trong đó thì nó không phải là thức, nó là trí. Nếu nói thức tức là có vô minh ở trong đó rồi. Và vì có thức cho nên mới phân biệt danh sắc. Danh sắc tức là tâm và vật, danh thân và sắc thân. Cái body and mind hai cái khác nhau. Mà không biết rằng lấy tâm ra khỏi sắc thì sắc không còn, mà lấy sắc ra khỏi tâm thì tâm cũng không còn. Cho nên trong một bài kể, danh thân và sắc thân hai cái nó nương vào nhau mà có, cũng như cái trái và cái phải. Nếu lấy cái trái ra thì cái phải không còn, nếu lấy cái danh thì cái sắc không còn. Cái này là psycho soma. Psycho là soma, soma là psycho. Lấy cái psycho ra khỏi cái soma thì soma sum, và lấy cái soma ra khỏi cái psycho thì psycho cũng sum. Trên một số các thiền sinh nói tiếng Pháp kỳ trước hơi lấy làm lạ khi mà thầy nói, nghe thầy nói rằng là khi mà cái sắc thân nó tàn hoại thì danh thân nó cũng tàn hoại. Và họ nghĩ rằng nếu như vậy thì khi nào thân thể của mình nó phân tán, nó tàn hoại, nó disintegrate, thì cái tâm cũng tàn hoại sao? Thì cái gì đi luân hồi? Trong đạo Phật có dạy đi luân hồi mà, tại sao nếu mà thân hoại mà tâm cũng hoại luôn thì cái gì đi luân hồi? Cho nên các có vị thiền sinh nghĩ rằng là cái đó không hiểu được. Thì mình khi mình thấy rất rõ là cái tâm á phải nương vào cái thân, rồi cái thân phải nương vào cái tâm. Những cái cảm giác, những cái tư duy của mình á phải có hình hài mới có thể phát sinh ra được. Nếu không có hình hài thì không có cảm giác, không có tư duy được. Nhưng mà không có nghĩa khi mà thân tâm nó không có còn nữa thì tức là chấm dứt, không có chấm dứt. Là tại vì thân và tâm á là cái gì?
nó là năng lượng. Thân và tâm nó luôn luôn phải được nhìn là năng lượng. Và cái năng lượng đó nó biểu hiện mỗi ngày, mỗi giây phút. Nên mỗi khi mình có một tư duy, thì cái tư duy đó là năng lượng. Mỗi khi mình có một lời nói đó là năng lượng. Mỗi khi mình có một hành động đó là năng lượng. Thì cái thân và cái tâm đó là năng lượng. Mình phải nhìn thân và tâm như là một nguồn năng lượng. Thì trong khoa học cũng nói như vậy. Cái matter, cái vật chất, cái vật thể, nó là năng lượng. Nó là energy. Phải, khi nhìn vào vật chất phải thấy năng lượng. Và nếu nó không có ở dạng vật chất thì nó ở dạng năng lượng. Nó không phải từ có mà trở thành không được. Thì mình phải nhìn vào cái thân tâm của mình và mình phải thấy thân tâm mình là năng lượng. Và khi mà năng lượng nó không có ở trong hình thái danh thân, nó ở hình thái khác. Vì vậy cho nên cái nghiệp của mình, cái cạc ma của mình luôn luôn nó còn đó. Và vì vậy cho nên khi mà nói thân tâm nó không có còn dưới cái hình thức đó nữa, nó không có nghĩa là có sự hoại diệt. Nếu là nó có sự hoại diệt khi mà chết rồi không còn gì nữa, cái đó gọi là đoạn kiến, nó là nihilism. Nhưng mà đạo buộc á, thì không có bị kẹt vào cái tà kiến gọi là đoạn kiến, mà không kẹt vào cái tà kiến gọi là thường kiến. Thường kiến là luôn luôn nó như vậy, đoạn kiến là nó thường kiến, tức là nó còn mãi còn hoài, còn đoạn kiến tức là nó bị cắt đứt, nó tiêu diệt. Thì thường kiến và đoạn kiến, nihilism với eternalism là hai cái tà kiến, wrong views, mà mình phải vượt thoát. Thì có nhiều nhà khoa học họ nghĩ rằng là khi mà thân xác mình nó tiêu hoại thì cái tâm mình cũng tiêu hoại hết, và đó là chấm dứt, con người không còn gì nữa, thì cái đó là đoạn kiến. Ở trong đạo buộc không có cái đoạn kiến đó. Tại trong đạo buộc thấy rằng thân tâm của mình là năng lượng, và năng lượng không bao giờ mất hết, năng lượng nó luôn luôn nó tiếp tục. Và khoa học cũng phải công nhận như vậy. Khoa học nó có cái luật gọi là cái luật bảo tồn năng lượng, la loi de la conservation de l'énergie. Và trong cái luật đó nói rằng không có thể làm cho energy từ có trở thành không được. La loi de la conservation de la matière. Matière nó là energy, mà matière cũng có thể tiêu diệt matière được. Thì khoa học đã có cái luật đó rồi, thì tại sao nhà khoa học lại nói rằng khi chết là không còn nữa? Rien ne se crée, rien ne se perd. Là đúng. Cho nên khi mà mình thấy cái sắc thân này nó tàn hoại và không có thấy có những tư duy, những cảm nghĩ mà mình hay nhận diện rồi, nó không có nghĩa là có sự đứt đoạn, sự nó không có nghĩa là từ có trở thành không. Cái đó nó ngược với cái luật bảo tồn năng lượng. Vẫn còn cái năng lượng đó, và năng lượng đó nó có thể biểu hiện dưới những hình thức mới, dưới những cái hình thức thân và tâm mới. Cũng như là khi mà mây á ở trên trời không còn nữa, mình tưởng tượng là mây chết. Mây là H2O. H2O, H2O. Và nếu không có mặt dưới cái dạng mây thì nó có mặt dưới cái dạng sương, hay là dưới cái dạng nước, hay là tuyết, hay là mưa. Thành nói nó mây chết là vô lý lắm. Mây từ có trở thành không là vô lý lắm. Vì vậy cho nên có một sự tiếp nối, và mình không có xa vào cái tà kiến gọi là đoạn kiến, là nihilism. Nihilism nó tra sai đối với Phật học, mà nó cũng sai đối với khoa học.
tại khoa học đã đi tới cái thấy gọi là cái nguyên tắc gọi là la conservation, la loi de la conservation de l'énergie rồi. Vậy thì thức, nhận thức của mình á, nó có cái vô minh, cho nên mình mới thấy danh và sắc là hai cái khác nhau. Có thể lấy danh ra khỏi sắc và có thể lấy sắc ra khỏi danh, hai cái nó nương nhau mà có, cũng như tay trái và tay phải. Thì có danh sắc rồi thì nó có cái lục nhập. Cái lục nhập này nó có nghĩa là có sáu căn và sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và người ta nghĩ là sáu căn là khác và sáu trần là khác. Do đó cho nên người ta mới kẹt vào cái gọi là chú thể và đối tượng là khác. Chú thể là cái consciousness và đối tượng là cái reality outside. Và nhiều nhà khoa học bây giờ vẫn còn kẹt vào cái đó. Kẹt vào cái gọi là dual grasping. Gọi là nhị thú. Tức là coi tâm với vật là hai cái khác nhau, coi sáu căn với sáu trần là hai cái không dính lý với nhau. Nhiều nhà khoa học, kể cả nhà khoa học thần kinh não bộ, vẫn còn tin rằng có một cái tâm thức, một cái consciousness chủ quan, nó tồn tại độc lập với cái thế giới khách quan. Và cái tâm thức chủ quan đó nó đi ra ngoài để nó tìm hiểu cái thế giới khách quan. Và cái đó là một cái tà kiến theo đạo Phật, một cái wrong view. Và mình tin tưởng rằng có cái tâm nó đứng ngoài cái vật, nó có cái vật nó đứng ngoài cái tâm để cho cái tâm tìm hiểu. Thì khoa học vật lý, science physics ấy, ngày xưa là bị cái đó, và bây giờ cũng còn bị cái đó, vẫn chưa thoát được, vùng vẫy rồi nhưng mà có thoát được một phần. Những nhà khoa học vật lý bây giờ đó, họ thấy cái vai trò của tâm, họ bắt đầu họ thấy được cái thế giới khách quan kia là tâm. Họ nói cái tâm không phải là observator, người quan sát nữa, mà họ nói cái tâm là một participant, là một người tham dự. Rồi các nhà khoa học lượng tử bây giờ ai cũng biết rằng là cái tâm của mình nó đóng một vai trò nào đó, hễ cái tâm của mình nó chạm vào thực tại thì thực tại nó thay đổi. Và vì vậy cho nên họ đã công nhận rằng tâm của mình không phải là một quan sát viên đứng ngoài, mà tâm của mình đóng vai trò của một tham dự viên, một participant. Nhưng mà con đường còn xa. Con đường của các nhà khoa học còn xa lắm. Thì trong lục nhập á, nó có sáu căn và sáu trần. Sáu căn ở trong đó có ý thức, có consciousness, và sáu trần tức là đối tượng. Và nếu mà mình coi là sáu đối tượng nó là những cái thực tại nó nằm ngoài sáu căn là nó sai lầm rồi. Vì vậy cho nên trong danh sắc nó cũng có vô minh, mà trong lục nhập nó cũng có vô minh. Rồi có xúc, có căn có cảnh thì có xúc,
có sự xúc chạm. Và trong cái xúc đó mình tưởng rằng có cái này xúc cái kia. Cái này get in touch với cái kia, nó có hai cái. Và mình nghĩ rằng đây là tay phải không phải là tay trái, tay phải nắm lấy tay trái. Là hai cái, nó riêng nhau, nó có cái chủ thể và có cái đối tượng, nó có cái ta và có người. Thì xúc là như vậy, xúc tức là sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc giữa thân và xúc, sự tiếp xúc giữa tâm và pháp. Và vì vậy có xúc cho nên có thọ. Thọ tức là cái cảm giác, cái cảm thọ. Cái cảm thọ đó có thể là dễ chịu, có thể là khó chịu, hay là có thể là trung tính. Và vì trong cái xúc nó có vô minh, trong cái thọ nó cũng có vô minh. Chúng ta phân biệt ra ba cái loại thọ. Là những cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ khó chịu. Và những cảm thọ không dễ chịu, không có chịu là neutral feelings. Và chúng ta phân biệt ra như vậy, nhưng mà kỳ thực ra thì nó tùy theo cái nhận thức của chúng ta. Nó dễ chịu hay nó khó chịu, nó tùy theo cái tâm của mình rất là nhiều. Ví dụ như chùi cầu tiêu là dễ chịu hay khó chịu? Chùi cầu tiêu có hạnh phúc hay không có hạnh phúc? Cái đó nó tùy theo cách nhìn của mình. Nếu nhà mình á, lâu nay không có cầu tiêu, bây giờ mới có được cái cầu tiêu, thì tới chùi cầu tiêu làm cảm phục rất là lớn. Có cầu tiêu để mà chùi. Như khi mỗi thầy đánh răng á, thì thầy có niệm, thầy nói, chà, tuổi này mà còn có răng để mà đánh thì cũng hạnh phúc thiệt. Thì cái hạnh phúc á, hay là cái đau khổ nó tùy thuộc theo cái nhận thức của mình, cái mental attitude của mình. Vì vậy cho nên cái lạc và cái khổ nó rất là tương đối, nó tùy thuộc vào mình. Hễ có vô minh nhiều thì khổ nhiều, hễ có tuệ giác nhiều thì khổ ít, lạc nhiều. Khổ với lạc á, không phải là những cái khách quan. Nó chủ quan rất là nhiều. Ví dụ ngồi thiền là khổ hay là lạc, tùy theo mình thôi. Ăn cơm là khổ hay là lạc? Nếu mà có tùy giác thì mình chế tác được cái lạc. Thì chúng ta học rằng những cái cảm giác gọi là cảm thọ gọi là trung tính đó, nó có thể trở thành khổ hay trở thành lạc. Ví dụ khi mình đau răng á, thì nó có khổ thọ. Và nhất là đau răng ban đêm, không có nhà sĩ, không có mở cửa, phải đợi cho tới 9 giờ sáng anh chàng mới mở cửa, thì là mình có khổ thọ. Thì những lúc như vậy, những lúc đau răng như vậy, mình có cơ hội giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Mình giác ngộ ra một điều rất là màu nhiệm, không đau răng là
sướng quá, là to. Nhưng lúc đau răng thì mình biết rất rõ là không đau răng là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà khi mình không đau răng, mình không có thấy hạnh phúc gì hết. Mình cho không đau răng là một cái xả thọ, là cái neutral feeling. Thực ra không đau răng là một cái feeling of well-being. Nhưng mình không có nhận thức được, thành ra mình cho nó là không phải là lạc thọ. Ông nhà sĩ ông fix cái răng cho mình rồi thì mình sướng quá, mình có lạc thọ. Mà có những người không có đau răng, không có khổ thọ gì hết, mà không thấy hạnh phúc gì hết. Vì vậy cho nên cái gọi là xả thọ, tức là neutral feeling đó, có cái niệm và cái định vào, cái tuệ vào, thì nó trở thành là lạc thọ. Tại vì chính nó là một cái feeling of well-being, một cái sensation de bien-être. Thành ra cái thọ là vậy. Mình khổ hay là mình vui, nó tùy mình rất là nhiều. Mà nếu cái xả thọ đó, cái neutral feeling đó, mà nếu mình không có biết hưởng, thì nó có thể trở thành ra một cái khổ thọ. Mình nói không có gì hết, boring. Trong khi đó mình có sức khỏe, mình có những cái chuyện như không có đau răng, mình có rất nhiều hạnh phúc, mà mình không có biết nhận thức. Mình nói cái này là boring, chán quá. Mà kỳ thực ra thì mình có rất là nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình có nhận diện được. Thành ra nó tùy thuộc vào cái tâm của mình rất nhiều. Vì cho nên trong thọ nó cũng có vô minh. Và mình có cái nhận thức thế nào là dễ chịu, thế nào là khó chịu, thế nào là lạc, thế nào là khổ. Cho nên mình bị vướng mắc vào cái ái. Dầu những cái đối tượng cái ái đó nó đem tới rất nhiều khổ đau, mình vẫn chạy theo như thường. Ví dụ như mình chạy theo tiền bạc, mình chạy theo danh vọng, mình chạy theo sắc dục, mình chạy theo quyền hạnh. Có biết bao nhiêu người đau khổ ra riết và chạy theo những cái đó, gọi là ái. Và khi mình chạy theo nó thì mình bị kẹt, không có tự do. Cái đó gọi là thú. Mất tự do. Và khi mình bị kẹt, không những là bị kẹt vào trong những đối tượng của ái dục, mà bị kẹt trong cái nhận thức là có chủ thể, có đối tượng, có thân, có tâm, có sinh, có diệt, có không. Cho nên mình mới bị kẹt vào cái ý niệm về hữu. Hữu này tức là cái ngược lại với vô. Cái ngược cũng như là cái sinh ngược lại với cái diệt. Hữu này là biên. Hữu này là biên.
kẹt vào cái ý niệm biển. Có những người họ không có thích sống. Họ nói tại sao mình phải sanh ra làm gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Sanh ra làm gì cho khổ? Họ không có thích biến và họ rất là họ đi tìm non biến cho nó khỏe. Hoa thiều cánh nó xanh xanh. Thân ta biết thế, đừng sanh ra đời. Ở trong thánh kinh cũng vậy, có anh chàng Job, anh đã bị tai nạn khổ đau, rồi anh ta nguyền rủa thượng đế, sinh ra tôi làm chi để cho tôi khổ, và cursing existence, cursing God. Có những người sống khổ đau quá đấy, thành ra chán hiện hữu và đi tìm tới và ước mơ vô hữu, tha rằng mình đừng có sống, ta kẹt vào cái có và cái không. Nhưng mà thực tại màu nhiệm nó thoát ngoài cái có cái không. Nếu mình tu mà đạt tới cái niết bàn, tới cái bản môn, cái ultimate dimension, thì mình đạt tới cái thấy về không sanh, không diệt, không có, không không. Ví dụ mình nhìn đám mây, mình nhìn một cách vui, một cách hời hợt, thì thấy đám mây có sanh, có diệt, có không. Tại vì có vô minh, cho nên mới thấy đám mây có sanh, có diệt, có không. Đám mây từ không mà trở thành có, rồi mai mốt nó sẽ từ có mà trở thành không. Đám mây có sanh, có diệt, có hay không. Nhưng mà nhìn cho kỹ, mà nhiều nhà khoa học cũng làm được như vậy. Như là Lavoisier, ông ta nhìn vào đám mây, ông thấy rằng đám mây không sinh cũng không diệt. Vật chất và năng lượng cũng vậy, không có sinh, không có diệt. Rien ne se crée, rien ne se perd. Thì khoa học cũng có thấy được như đạo Phật là thực tại màu nhiệm vượt thoát sinh, diệt, có và không. Nhưng mà các nhà khoa học chưa áp dụng được cái thấy đó vào đời sống hàng ngày. Chỉ người ta chỉ lo áp dụng vào trong khoa học kỹ thuật thôi, technology thôi. Chứ không có, tại vì nhà khoa học có thể có những lo lắng, sợ hãi, buồn phiền. Mà nhà khoa học không có sử dụng được cái tự giác không sanh không diệt để mà xử lý cái lo lắng, sầu khổ của mình được. Cho nên nhà khoa học phải chơi với nhà đạo học. Tại vì nhà đạo học có cái thấy không sanh không diệt, không có hay không, thì tự nhiên đạt tới cái bình an. Khi mình kẹt vào cái thấy nhị nguyên rồi á, thì mình thấy có không. Có không. Cái hữu này là biên. Và có những nhà thần học nói là Thượng Đế là nền tảng của biên. God is the ground of being. Nói như vậy là không có đúng. Tại vì nếu Thượng Đế là nền tảng của hiện hữu, thì cái gì là nền tảng của hư vô? Phải có hữu thì phải có vô. Mà nếu Thượng Đế là chủ của hiện hữu thì ai làm chủ của hư vô? Người đó cũng có quyền lắm chứ. Làm chủ hư vô là cũng có quyền hơn nữa. Thành ra những nhà thầy học đó nó kẹt vào, đang còn kẹt vào cái ý niệm hữu và vô. Mà nhiều nhà khoa học bây giờ cũng đang kẹt vào cái hữu và cái vô. Họ đặt câu hỏi tại sao hôm qua il y a quelque chose plutôt que rien.
Các nhà học ưa hỏi câu đó lắm. Why there is something rather than nothing? Các nhà vật lý học bây giờ đang hỏi câu hỏi đó. Và vì vậy cho nên họ kẹt vào cái ý niệm có và không. Và vì vậy cho nên họ cũng kẹt vào cái ý niệm sinh và diệt. Do đó cho nên các nhà học vẫn đi tìm cái giây phút ban đầu của vũ trụ. The moment of creation. Vũ trụ, tại vì nó đang có, thì tức là nó phải từ không mà trở thành có. Mà giây phút nào là giây phút mà vũ trụ từ không trở thành có, họ đến đi tìm. Và hiện bây giờ họ có cái thuyết Big Bang đó. Big Bang đó, họ nói cái giây phút đó là giây phút đầu. Và khi mà họ tạo ra cái Big Bang rồi đó, họ nói là cái khởi nguyên của vũ trụ, thì cố nhiên họ bị kẹt vào cái chấm dứt của vũ trụ, mà họ gọi là Big Crunch. Tại vì kẹt vào cái hữu thì bị kẹt vào cái vô, kẹt vào cái sinh thì bị kẹt vào cái diệt. Và trong khi đó, sự thật đó, là thực tại nó vượt thoát hữu vô, nó vượt thoát sinh diệt. Cũng như Lavoisier nói, không có gì sinh, không có gì diệt. Mà không có sinh, không có diệt thì không có hữu, không có vô. Cho nên kẹt vào cái ý niệm hữu vô thì kẹt vào cái ý niệm sinh diệt. Mà hết kẹt vào ý niệm sinh diệt thì kẹt vào ý niệm lão tử. Có sinh thì tức là có lão, có tử. Có Big Bang thì thế nào có Big Crunch. Thành cái này là vấn đề nhận thức. 12 nhân duyên theo thầy là để diễn bày cái nhận thức luận hơn là sự diễn tả cái quá trình sinh tử luân hồi. Và mình thấy rõ ràng vô minh nó nằm ở trong ý niệm về lão tử, nó niệm về sinh diệt, lão tử. Tại vì có sinh thế nào cũng có tử. Bỏ chữ lão cho nó dễ. Thành ra 12 nhân duyên á, theo thầy là mình có thể coi như là một cái nhận thức luận hơn là một sự diễn tả quá trình luân hồi liên tục. Và có thể đây là lần đầu tiên mà 12 nhân duyên được nhìn như là một cái nhận thức luận, một cái theory of connaissance. Nó là epistemology. Cái bài kệ thứ 13 này nói về cái tác dụng, tức là cái action. Tác dụng là action, là function. Nó là cái travail. Nó là cái karma. Karma tức là action, nghiệp dụng.
cái tác dụng, cái action này, cái hành động này, nó không phải từ mình mà nó có ra. Một cái ví dụ như là bay, hay là nổi, hay là chạy, hay là trôi, hay là đẩy, đó là những cái tác dụng. Nó là force, nó là energy. Tác dụng này là force, là energy, là action. Mà cái action đó, cái tác dụng đó không phải tự nó làm ra nó, mà không phải là do một cái khác làm ra nó. Tự, tức là từ nó, nó không có thể làm ra nó. Trong những bài trước mình đã học cái gì? Mình đã học rằng là các pháp không phải từ mình sanh ra mình. Các pháp không phải là do các pháp khác nó, cái khác sanh ra. Mình đã học rồi. Rồi mình học tiếp cái bài là các pháp không có thể từ mình tiêu diệt mình, mà không có thể được tiêu diệt bởi một cái khác. Thì bây giờ là tiếp nối thôi. Nói các pháp rồi, thì bây giờ nói tới cái tác động. Và mình nên nhớ, mình phải đang học để mình đối chiếu với khoa học. Các pháp á, là la matière. Nó tương đối với la matière, nó là thân tâm. La matière vivante hay la matière inerte cũng là la matière các pháp. Và trong khoa học người ta nói là matière tức là energy, tức là force. Hai cái đó là một. Lấy cái force ra thì không còn matière. Lấy cái hành động tác ra thì không có cái các pháp nữa. Matière với energy là một. Thành ra thân tâm tức là nghiệp. Thân tâm tức là tác dụng rồi. Cái mình gọi là nghiệp các ma action, nó không phải tự nó làm ra nó. Nó không phải do một cái khác làm ra. Các pháp đều bài thứ 13, động tác không tự sinh, không do cái khác sinh, không do kiếp khác sinh, nhưng động tác vẫn có. Không do kiếp khác sinh tức là không phải là trong một kiếp trước mà bây giờ nó có. Thành cái chữ dư này nó có nghĩa là những cái đời trước nó làm cho phát sinh. Cái hành động đó, cái năng lượng đó, nó không phải tự mình nó làm ra nó. Nó không phải là do một cái khác làm ra nó, mà nó không phải là kết quả của những cái năng lượng trong quá khứ.
Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tác dụng đó không có, nó đang có. Phi hữu, phi vô, tức là nó đang có. Thì cái chuyện mà mình cần phải nhớ là mình đang học cái gọi là thắng nghĩa. Thắng nghĩa tức là the ultimate truth. Và đối chiếu với nó là cái conventional truth, tức là cái thấy ước lệ. Cái action, cái nghiệp dụng, nó không phải là không có. Khi mình nói là mưa rơi, mưa rơi, hay gió thổi, hoặc là I think, thì giống như là có một cái pháp gọi là mưa, và nó có một cái động tác gọi là rơi. Hai cái nó có, nó tách rời ra, đó, hai cái. Cũng như là khi mình nhìn vào một cái vật chất, mình nói cái này là vật chất, và nó có thể làm ra năng lượng. Nhưng kỳ thực, cái vật chất đó, nó đã là năng lượng rồi. Vật chất đó chỉ là năng lượng mà thôi. Có cái cách nhìn, và mình khi mình nhìn vào nó, mình thấy đó là năng lượng. Thì cái quan trọng là có cái rơi, mưa đang rơi. Chứ không phải có một cái chủ thể nó đứng đó, nó làm mưa. Đằng sau cái mưa đang rơi, không có một cái ông chủ nó đứng, nó làm rơi. Nó không có thần mưa. Không có thần mưa. Không có một cái ngã, một cái ông chủ đứng sau lưng để perform cái rain, để mới làm ra cái rain. Tại vì cái rơi đó, cái hành động đó chính là cái chủ thể. Cái gió thổi cũng vậy. Đừng có tưởng là có cái gió, rồi cái gió đó muốn thổi hay là không muốn thổi. Tại vì thổi đó là gió, không có cái gió đứng ngoài cái thổi. Không có cái vật chất ngoài cái năng lượng. Không có cái năng lượng ngoài cái vật chất. Thì nói I think, cái này rất là nổi tiếng, là Descartes. I think, sự thật á, là động tác là thinking, là tôi tư duy. Tôi tư duy. Chỉ có cái tư duy thôi. Cái tư duy đó chính là cái ai này. Ngoài cái tư duy này không có một cái ai đặc biệt. Cho nên ở trong cái thắng nghĩa này là there is the thought, but there is no thinker. The thinker is the thought itself. Phải thấy được cái điều đó. Và bây giờ chắc là quý vị thấy rõ hơn bắt đầu rồi. Nó có một cái tư tưởng. Tư tưởng đó, nó có cái tư duy. Cái tư duy đó không phải là không có. Nó có cái tư duy. Nhưng mà không có một cái anh chàng đứng sau lưng để tư duy. There is no thinker standing behind the thought. Separate from the thought. Cho nên trong bài tập của mình nó buộc là thở. Buộc là ngồi. Và nhìn vào cái hơi thở đó, mình biết đó là buộc. Tại vì hơi thở đó, nó có phẩm chất rất là cao. Thành buộc là hơi thở đó. Còn đi tìm một cái buộc ngoài hơi thở đó là không có. Buộc là thở, buộc là ngồi. Và cái phẩm chất của cái hơi thở đó
cái phẩm chất của cái thế ngồi đó nó rất là cao, cho nên mình biết cái đó là Bụt. Ngoài ra không có Bụt ngoài nữa. Và cái thư pháp tôi tặng cho các thiền đường là an khi thở, lạc khi ngồi. An là thở, lạc là ngồi. Tìm cái an đó, không có cái an ở ngoài cái thở. Phải tìm cái an đó ở ngay trong cái thở. Không có cái lạc, nó nằm ngoài cái ngồi. Phải tìm cái lạc ngay trong cái thân ngồi của mình. An là khi thở, lạc khi ngồi. An là thở, lạc là ngồi. Và vậy đó. Vì vậy cho nên, cái matter với energy, cái vật thể với cái năng lượng, mình đừng nói là có hai. Mình đừng nói là có cái vật thể, nó tạo ra cái năng lượng. Tại vì vật thể chính là năng lượng. Năng lượng chính là vật thể. Còn mấy bài này để dành tuần sau ha. Đi. Ở Việt Nam mới qua. Thầy vẫn khỏe. Thầy khỏe lắm.